Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Laptop Xiaomi Redmi Book 15 khi mới ra mắt đã thu hút sự chú ý của Mi fan nói riêng và tín đồ yêu công nghệ nói chung, với thiết kế gọn nhẹ, hiệu năng ổn định cùng nhiều tính năng hữu ích khác, và đặc biệt có mức giá cực kỳ học sinh sinh viên, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ. Giờ thì cùng mình khám phá chiếc laptop này nhé. Sang trọng hiện đại là những cảm nhận đầu tiên khi mình nhìn vào chiếc laptop này. Redmi Book 15 sở hữu thiết kế sang trọng, mang khuynh hướng tối giản thanh lịch với các đường nét bo tròn góc cạnh cùng tông màu đen hiện đại. Điểm nhấn duy nhất trên mặt lưng của laptop là logo Redmi được in đậm sắc nét tinh tế, tạo nét sự thanh lịch đúng xu thế hiện nay. Và bên cạnh đó thì Redmi Book 15 được hoàn thiện từ chất liệu nhôm nguyên khối, mang đến vẻ ngoài cứng cáp và cực kỳ chắc chắn. Trọng lượng máy là 1,8kg, độ dày 19.19mm, chuẩn form một chiếc laptop văn phòng trẻ trung, nhỏ gọn. Các bạn có thể dễ dàng mang đi sử dụng ở bất cứ đâu, phục vụ cho công việc, học tập, giải trí. Bản lề cực kỳ chắc chắn và các bạn có thể hoàn toàn mở máy bằng một tay. Về tổng thể thì cá nhân mình thấy đây là một thiết kế quá xịn so với giá tiền các bạn bỏ ra chưa đến 15 triệu đồng cho chiếc máy này. Và tiếp đến sẽ là màn hình. Redmi Book 15 thì được trang bị màn hình với kích thước khá lớn 15.6 inch, màn Full HD 1920x1080 với tỷ lệ 16:9, đem đến không gian hiển thị rộng rãi với chất lượng hình ảnh hiển thị sắc nét và màu sắc chân thực hơn. Đặc biệt, màn hình của Redmi Book 15 thì được hỗ trợ điều chỉnh cường độ sáng DC Dimming. Điều này thì sẽ giúp hạn chế tình trạng nhấp nháy kể cả khi thiết lập máy ở chế độ màn hình ánh sáng thấp. Và cạnh trên thì sẽ được trang bị webcam 720p HD và micro tiêu chuẩn, thuận tiện cho việc học tập và làm việc trực tuyến. Về phần bàn phím thì Redmi Book 15 có layout thiết kế bàn phím khá quen thuộc, bố trí khoảng cách giữa các phím hợp lý và đặc biệt các phím mũi tên điều hướng với kích thước tiêu chuẩn giúp thao tác thuận tiện hơn. Các phím có độ phản hồi tốt và khá nảy, tạo cảm giác gõ phím khá mượt mà, độ trễ hầu như là bằng không, phù hợp cho mọi thao tác văn phòng, đặc biệt là soạn thảo văn bản. Và một điểm mà mình rất thích ở trên chiếc Redmi Book 15 đó là phần touchpad. Touchpad thì có kích thước khá lớn, rất dễ thao tác, tốc độ phản hồi nhanh, cảm giác vuốt chạm mượt mà. Và ngoài thiết kế mỏng nhẹ không có gì để chê thì Redmi Book 15 còn sở hữu hiệu năng ổn định với bộ vi xử lý Intel Core i5 Tiger Lake 11300H với 4x8 luồng, có số nhịp tối đa lên tới 404GHz, RAM DDR4 với dung lượng là 8GB, 512GB SSD và đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics. Mặc dù là một chiếc Ultrabook nhưng Redmi Book 15 thì được trang bị hệ thống cổng kết nối đa dạng, bao gồm 2 cổng USB Type-A, 1 cổng HDMI, 1 cổng USB 2.0, 1 đầu đọc thẻ SD và 1 jack audio combo, thuận tiện cho việc kết nối với các thiết bị ngoại vi và truy xuất dữ liệu hình ảnh. Và cuối cùng là thời lượng pin. Redmi Book 15 thì có dung lượng pin là 46Wh. Theo nhà sản xuất thì có thể mang tới thời gian hoạt động khoảng 10 tiếng, thoải mái cho những hoạt động công việc văn phòng thường ngày mà không lo gián đoạn vì hết pin. Với một thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, cùng cấu hình ổn định và với mức giá đang rất tốt, chỉ hơn 14 triệu đồng ở An Phát Computer, thì Xiaomi Redmi Book 15 sẽ là một lựa chọn đáng mua cho nhiều đối tượng. Và cuối cùng thì link sản phẩm cũng như các chương trình khuyến mại mình sẽ để ở dưới phần mô tả để các bạn có thể ấn vào. Hẹn gặp mọi người trong những video sau.